nhận trên TikTok của Inzy có bài tên là To Break My Heart. Ok, let's go. Ok, bài hôm nay mình sẽ chia thành 3 đoạn nhá. Và đầu tiên, ok, động tác đầu tiên tay trước này, các bạn xoay tay phải vào 1 và lần thứ 2 thì rộng ra và vung sang trái như thế này. Ok, kết hợp với chân phải, lần đầu tiên xoay tay thì chân sẽ rộng 1, lần thứ 2 rộng chân, đồng thời đánh hông sang phải và xoay hông đi theo tay như thế này. Ok, 7, 8, 1, 2. Ok, tiếp theo mình 3 thì dẫn lên trán. Rồi, tay mọi người sẽ bật từ ngực, đẩy và xoay một vòng sang phía bên phải như thế này. Bật từ ngực ra và xoay sang, kết hợp với chân rộng and boom sang bên này. And boom sang phía phải. Tiếp theo sang phía bên phải thì các bạn sẽ lật cho mình tay giống cái iPhone nghiêm phải. Thì bây giờ lật tay trái ngược trước và sau đấy lật tay phải. Thứ nhất rộng boom and tay trái ngược và lật về thế thôi. Ok, thử lại từ đầu này, rộng phải xoay and rộng đánh hông vòng xa. Tiếp theo rộng trái bật ra ngửa tay trái lật về. Ok, tiếp theo này xoay người về thẳng đấm tay phải tay trái và bật lên như thế này. Rồi xuống mọi người sẽ gảy đàn guitar 1, 2, 3, 4. Tay là như thế. Còn đến phần hông sẽ như sau: nhấc gót chân trái để hông trái lên, sau đó nhún xuống. Tiếp theo đến nhấc gót chân phải để hông phải nhún lên 1 xuống em xuống em xuống em xuống đi 1 và 2 và. Ok, tập lại phần hông cho mình nó chắc nhé. Nhấc hông đánh xuống lên hông đánh xuống lên hông xuống lên 1 2 3 4 5 6 7 8 em 1 2 3 4 em 6 7 8. Ok, lớn nhé. 5 6 7 và nhịp 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, lại lần nữa 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 nhanh hơn 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, cuối cùng là thứ ba. Ok, sau khi mọi người đã bẻ trái tim xuống như này thì bây giờ dẫn cho mình chân phải để xoay người về thẳng, tay sẽ đặt lên miệng tay phải luôn. Tiếp theo này, xoay tay ở tai giống như kiểu cạn trí. Ok, bây giờ chân sẽ như sau này, lên giống giống động tác trước ý, mọi người nhấc cho mình chân trái để không người xuống và phải và trái giống hệt động tác trước thôi. Bây giờ các bạn làm cho mình 1 and 2 and 3 lần nhé. Ok, 5 3 4 này, 2 and 1 and 2 and 3 lần nhé. Ok, tay cứ xoay đây, tay cứ xoay nhẹ thôi. Tiếp theo này, tay đang chéo và xuyên thủng con trái. Ok, đưa lên mở và có miệng vào này, ra and hút. Tiếp theo này, đáp đáp lên trái và hất như thế này thì là kêu anh út. Ok, khi làm tác này thì mọi người sẽ lùi chân phải ra sau. Rồi tiếp theo này, nhấc phải dậm nhún, nhấc trái dậm nhún. Ok, khi dậm nhấc phải thì mọi người đang chéo tay, dậm nhún thì thắt xuống và đánh trái tim. Ok, tiếp theo chân như thế, sau đó đặt bẻ khi mình tay trái xuống, chân đi được 4 nhịp như thế. Ok, tủ này chéo ra và trái tim và bẻ xuống và xuống. Ok, từ đây nhé, từ đây
và ra trái tim để xuống. Ok, tiếp theo người di chuyển chân này nhanh này, trái ra sau, phải lên trước, nhún hai chân là người đẩy người xuống và tiến lên như thế này, và sau đó thì đập hai lần vào vai trái, kết thúc. Ok, bây giờ thì mình sẽ nối động tác đoạn thứ ba với nhịp 5 6 7 8 1 2 và 3 và 4 và 5 và 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, nhanh hơn. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhanh hơn nữa. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 và 6 7 8 và 1 2 3 4 và 5 6 7 8. Em có thật vắng và ở phòng có ai lớp nắp luôn cái thóp. But baby don't wreck my heart, cause baby don't wreck my heart. Em có thật em crazy khi tự need a finger up girl anh cút. But baby don't wreck my heart, cause baby don't wreck my heart.